Đầu ta bắt đầu ạ. Cái câu đầu tiên ạ. Cái câu đầu tiên ạ. Hello, cả nhà sẵn sàng chưa? Cả nhà sẵn sàng chưa? Đầu buổi thì rất là cảm ơn cả nhà đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chú Minh Violin ạ. Rất là cảm ơn những bạn nào đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay và chia sẻ lại video này lên trên các cái nhóm cũng như là trong các cái trang mà các bạn làm thành viên. Thứ hai là giúp thầy tag tất cả các bạn bị mất gốc của các em vào đây vậy ạ. Ok ạ. Rất là cảm ơn các em hãy tag các bạn bị mất gốc của các em vào đây vậy ạ. Hello chào Nguyễn Đức Duy, hello chào Nguyễn Hoàng ạ. Để cho buổi học được diễn ra là tốt đẹp nhất thì các em hãy giúp thầy cùng comment đáp án ạ. Ok ạ. Đây ạ, hôm nay chúng ta sẽ học về amin amino acid peptide protein. Buổi trước mình học hết carbohydrate rồi. Phần amin amino acid peptide protein ở đây ạ, chúng ta sẽ có là tổng cộng là 85 câu ạ. Tổng cộng 85 câu, vậy thì tối nay chúng ta sẽ giải quyết là 45 câu nhá. Tối nay chúng ta sẽ làm xong 45 câu. Làm xong 45 câu thì chúng ta sẽ nghỉ ạ. Ok ạ. Đây là của lớp 12 em nhé. Đây là phần thi đại học ạ. Mất gốc ạ, chống liệt hóa. Ok, mình bắt đầu chưa nhỉ? Sẵn sàng chưa nhỉ? Các cháu ơi, các cháu sẵn sàng chưa ạ? Ok, nào cùng chấm cái cổ vũ chú Minh nào. Hello, chào cả nhà. Rất là cảm ơn các em đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là buổi học free ạ. Và giúp thầy tất cả các bạn của các em vào đây. Hello, chào Đào Thu Hà nhé. Ok, mình bắt đầu học được chưa? Đây, đây là những cái câu mà tổng hợp có rất nhiều trong đề thi trung học phổ thông quốc gia cũng như ở trong đề thi đại học các năm ạ. Nào, mình sẽ bắt đầu ạ. Bắt đầu nhá. Ok ạ. Nào, câu số 1 ạ. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chiến đấu về cái phần là amin amino acid peptide protein ạ. Ok, câu số 1 ạ. Câu số 1 với sách chống liệt hóa, câu số 1 ạ. Công thức phân tử của dimetinamin là. Công thức phân tử của dimetinamin là đây này, nhìn này, nhìn ở trong sách ghi này. Dimetinamin này này. Dimetinamin cả nhà nhìn thấy chưa? Đây, trong sách này có công thức phân tử của dimetinamin rồi. Đây nhìn nào. CH32 lần NH, hay nói khác là C2H7N. Được chưa? Vậy mình chọn bên này ạ. C2H7N. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ, rất là dễ rồi. Đây mình chỉ có chọn thôi nhá. Câu số 2 ạ, chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1 ạ? Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1 ạ? Nào cả nhà cùng comment đáp án cùng chú Vinh nào, xem là đúng hay sai. Đây này. Không hiểu, chưa biết cũng có thể làm được ạ. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 1? Đây đây đây, bậc amin ạ. Bậc amin bằng số liên kết N với C. Đúng chưa? Bậc 1 đấy ạ. NH2. Nhìn nó chưa? Bậc 2 là NH, bậc 3 là N. Vậy muốn tìm bậc 1 cứ nhìn thấy thằng nào có NH2 thì nó là bậc 1. Ok không ạ? Cứ nhìn thằng nào có NH2 thì nó là bậc 1. Vậy ở đây ạ. Đây, N là bậc 3. NH là bậc 2. NH là bậc 2, đúng không? Vậy NH2 anh này là amin bậc 1. Đấy. Cứ làm như sách bảo thôi. Sách bảo nào thì mình làm như vậy, ok. Nào, tiếp 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 nhá. Cả nhà có hiểu bài không ạ? Các cháu hiểu bài không? Đây ạ. Không, chưa học bao giờ cũng có thể hiểu. Mất gốc cũng có thể hiểu ạ. Ok, hôm nay chúng mình độ hóa cho các cháu nhé. Câu số 3. Đề minh họa năm 2015 ạ. Chất nào sau đây là amin bậc 2 ạ? Chất nào sau đây là amin bậc 2? Nào cả nhà cùng xem nào. Chất nào sau đây là amin bậc 2 ạ? Bậc 2 này, nhìn này, amin bậc 2 này. Bậc 1 là NH2 này. Vậy bậc 2 là NH. Cứ nhìn cháu nào có NH thì mình tô nó là bậc 2. Được không ạ? Ok ạ. Vậy ở đây ạ, xem nào. NH2 bậc 1, đúng không ạ? N bậc 3, đúng không ạ? NH2 bậc 1. Đừng cháu nào nhìn thấy gì cháu này có hai nhóm NH2 mà chọn nó bậc 2 nhá, là sai nhá. Phải NH thì mới được gọi là bậc 2, chứ còn hai nhóm NH2 mới chỉ gọi là đa chức mà thôi. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án nào? Là đáp án C, đúng không? CH3NH3. Ok chưa? Ok không ạ? Cả nhà có hiểu bài không ạ? Rất là cảm ơn tất cả các bạn và các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng chú Minh Violin ạ. Hãy nhanh tay chia sẻ lại buổi học này bởi đây là buổi học free ạ. Và giúp chú Minh tag tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu ở đây vậy ạ. Ok, cảm ơn cả nhà nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu số 4 ạ. Câu số 4. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 3? Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 3? Nào, câu số 4 ạ. Chú Minh thấy là đang có rất nhiều bạn comment đáp án đúng luôn ạ. Ok, cảm ơn tất cả các cháu. Nào, câu số 4. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc 3? Bậc 3 nhá. Lưu ý amin bậc 3 đây. Bậc 1 là NH2, bậc 2 là NH, vậy bậc 3 là N. Vậy là cứ có N thì nó là bậc 3. Ok không ạ? Vậy cứ có N thì nó là bậc 3. Vậy nhìn này, NH2 bậc 1. Đúng không? N bậc 3, NH bậc 2, NH2 bậc 1. Vậy ở đây chỉ có cháu này, N thì nó gọi là amin bậc 3. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Bỏ. B. Bỏ. Ok nhá. Mình sang câu số 5 ạ. Mình sang câu số 5, đề năm 2015. Đề năm 2015. Ok các cháu ơi, các cháu chú ý nhá. Chú Minh có rất nhiều khóa học và cháu nào mà muốn đăng ký các khóa học của chú Minh thì hoàn toàn inbox cho chú Minh với nick Vũ Tuấn Minh ạ. Đấy ạ. Cháu nào mà muốn đăng ký, cháu nào muốn tìm hiểu về các khóa học cũng như là sách của chú Minh thì vui lòng
inbox cho đích Vũ Tuấn Minh của chú Minh ạ. Đây, ok ạ, in vui lòng inbox cho nick Vũ Tuấn Minh của chú Minh để được tư vấn nhiệt tình nhất về các khoa học nha. Đấy, ok. Nào, câu tiếp theo ạ. Câu số 5 ạ. Đốt cháy hoàn toàn. Câu số 5. Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây thu được sản phẩm có chứa nitơ? Đốt cháy hoàn toàn chất hữu cơ nào sau đây có chứa sản phẩm là nitơ? Thế thì để mà chứa mà sản phẩm là nitơ ấy, thì khi và chỉ khi cái chất hữu cơ đấy là nó chứa nitơ trong phân tử. Thế thì chất béo này. Chất béo chúng ta học rồi ạ. Chất béo chúng ta học ví dụ như là C17H35COO tất cả 3 lần C3H5. Thì cái này là chất béo, thì chất béo nó chỉ có bao nhiêu? Carbon, hydro và oxy, không có nitơ. Vứt. Đúng không ạ? Tinh bột thì là gì ạ? Tinh bột là C6H10O5 tất cả N lần, cũng chỉ có carbon, hydro, oxy. Vứt tinh bột tiếp. Được chưa ạ? Cellulose cũng công thức là C6H10O5 cũng chỉ có carbon, hydro, oxy. Vứt tiếp ạ. Vậy ở đây chỉ còn cháo nào ạ? Chỉ còn cháo protein nhá. Chọn cháo protein. Protein bên trong phân tử protein có liên kết NHCO nên khi đốt cháy nó sẽ cho ra N. Thấy chưa? Định nghĩa về protein đấy ạ. Định nghĩa về protein ạ. Trong này chúng ta có định nghĩa về protein. Đây 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 đây. Các cháu nhìn này. Định nghĩa về protein nhá. Protein là những polypeptide cao phân tử, và bởi vì nó là polypeptide cao phân tử nên trong phân tử của nó có liên kết NHCO nhá. Các cháu nhớ chưa? Đấy. Và bởi vì nó có liên kết NHCO nên là khi đốt cháy thì nó sẽ sinh ra nitơ. Ok không ạ? Cả nhà có hiểu không ạ? Rất là dễ thôi ạ. Không cần phải học trước nhá. Chỉ cần nghe chú Minh giảng là hoàn toàn làm được ạ. Câu số 6 ạ. Câu số 6 đề bài hỏi chúng ta về số liên kết peptide trong phân tử. Ôi, liên kết peptide thì cực kỳ dễ luôn ạ. Đây ạ. Đây ạ, ở trong này cả nhà nhớ này. Đây 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 đây. Ở trong này cả nhà nhớ liên kết peptide ạ. Liên kết peptide là liên kết đây, đây nhá, cả nhà nhìn này. Liên kết peptide là liên kết đây. Liên kết peptide là liên kết NHCO, nhìn chưa? Liên kết peptide là liên kết NHCO, cả nhà nhìn rõ chưa? Đấy, vậy là chúng ta cứ đi xem mà cháu nào có liên kết NHCO thì cháu đấy là liên kết peptide. Ok? Thế là bây giờ chúng ta biết đếm không ạ? Cả nhà cùng đang theo dõi buổi học ngày hôm nay, cả nhà có biết đếm không ạ? Đếm thì dễ quá đúng không ạ? Đây cứ NHCO đấy. 1 liên kết peptide, 2 liên kết peptide, 3 liên kết peptide, rất là dễ. Thế thì ở đây bây giờ chúng mình sẽ có một cái này mà nói cho các cháu để các cháu nhớ hơn nhá. Có một cái này ạ. Ví dụ là N-peptide. N peptide cùng cái chiều N peptide thì nó có là N trừ 1 liên kết peptide. Được không ạ? N peptide thì nó có N trừ 1 liên kết peptide. Ok. Vậy thì ở đây mình có là 1 2 3 4, đây là tetra peptide. Vậy tetra peptide thì nó sẽ có là 3 liên kết peptide. Được chưa? Cũng như chúng ta đếm thôi ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok. Cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng chú Minh Nguyên Liên ạ. Các cháu giúp chú Minh share lại buổi học này lại về tường, bởi đây là một buổi học free ạ. Và giúp chú Minh tag tất cả các bạn của các cháu ở đây ạ. Đây là một buổi học của chú Minh giúp cho tất cả các bạn lấy lại gốc của phần amino acid, peptide và protein ạ. Yên tâm ạ, có chú Minh độ hóa thì hoàn toàn là hóa sẽ khủng ạ. Nào. Đây chú Minh đang chữa trên nền tảng cuốn sách chống liệt hóa câu số 7. Trong phân tử GLIALA thì amino acid đầu C chứa nhóm. Đây GLIALA amino acid đầu C thì chứa nhóm gì? Đây chúng mình viết ra nhé. GLI đấy ạ. H2N CH2CO NH được chưa? CH CH3COOH thì cháu này là đầu C ạ. Được chưa? Cả nhà nhìn rõ chưa? Đây là đầu C ạ. Vậy thì amino acid đầu C thì nó sẽ chứa nhóm gì ạ? Nó sẽ chứa nhóm COOH cả nhà nhé. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án chứa nhóm COOH. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án C ạ. Ok. Ok, cả nhà có hiểu bài không ạ? Cả nhà ơi, cả nhà có hiểu bài không ạ? Ở trên trường cả nhà học đến bài nào rồi? Trên trường cả nhà học đến bài nào rồi? Comment cái bài học mà các cháu học ở trên trường xuống đây với xem nào. Tình hình học hóa ở trên lớp như thế nào rồi? Nát, bét hay là khủng, top 1? Đã nắm hết các chiều chú Vinh chưa? Nào, câu số 8 ạ. Câu số 8, hợp chất này thì có tên gọi là gì? Câu số 8 hợp chất này thì có tên gọi là. Các bạn mà inbox đăng ký khoa học và cũng như đăng ký sách của chú Minh thì cứ inbox nhá, tí nữa livestream xong chú Minh check inbox. Đây, các cháu nhìn này. Đây chú Minh có một đống tên này. Đây, có cả một cái bảng tên này. Đây, nhìn nó chưa? Đây các amino acid quan trọng này, các cháu nhìn rõ chưa? Đấy, đây là cái bảng tên này các amino acid quan trọng. Thế đây đề bài hỏi này. Cháu này này, H2NH2CH2COH thì có tên gọi là gì?
Bao nhiêu cháu thấy rằng là nếu mà có cái bảng này của chúng mình thì học cực kỳ giỏi hóa. Đây, bảng này nó phô hết rồi. Đây, H2N CH2CH thì cháu này tên gọi là glycine, thì ký hiệu là gly. Để chúng mình còn ghi luôn cả phân tử khối bằng 75 luôn. Ok ạ. Vậy thì đáp án đúng chúng ta là gì ạ? Đây, cháu này có tên gọi là gì? Đấy, glycine. Thấy chưa? Glycine. Đáp án đúng là đáp án D ạ. Ok, đáp án đúng chúng ta là đáp án D. D các cháu nhá. Nào, mình sang câu tiếp theo ạ. Câu số 9 ạ. Câu số 9 ạ. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh ạ? Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh ạ? Nào, dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? Ok, để làm quỳ tím chuyển sang màu xanh ạ. Để làm quỳ tím chuyển sang màu xanh thì nó là dung dịch nào? Đây, các cháu cùng chú ý nhé. À, đây, 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 bên này chúng ta có tính chất hóa học đấy ạ. Đây, các cháu lưu ý đây, 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 đây. Tính chất hóa học này, quy tắc biến đổi này, chuyển màu quỳ tím này, phenolphthalein này, amino này, có này, amino có nghĩa là cháu này, CH3NH2 làm đổi màu quỳ tím chuyển sang màu xanh này, CH32 lần NH cũng làm quỳ tím chuyển sang màu xanh, được chưa? Vậy ở đây cứ cái bọn amin trừ thằng anilin thì làm đổi màu quỳ tím sang màu xanh, các cháu nhé. Vậy ạ, dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh ở bên trong cái đáp án này của chúng ta là cháu nào ạ? Metinamin CH3NH2. Cháu này thì làm quỳ tím chuyển thành màu xanh nhá. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Còn glycine tại sao lại không ạ? Đây ạ, glycine ạ, H2NCH2COOH. Cháu này có một nhóm COH và một nhóm NH2 thì cháu này không làm quỳ chuyển màu do số nhóm COH bằng số nhóm NH2 nhá, nên nó không làm quỳ chuyển màu. Được chưa? Glucose không làm quỳ chuyển màu và anilin là C6H5NH2 cũng không làm quỳ chuyển màu. Được chưa? Vậy bỏ nốt đáp án C ạ. Ok ạ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu số 10 ạ. Dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc ạ? Ui, cái tráng bạc này thì dễ ợt đúng không ạ? Cái tráng bạc này thì dễ ợt ạ. Nào, dung dịch nào sau đây thì có phản ứng tráng bạc ạ? Các cháu cùng comment đáp án mạnh mẽ này chúng mình xem nào. Sao yếu xìu vậy ạ? Ok. À, rất là cảm ơn tất cả các bạn và các em đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay của chúng mình Berlin ạ. À, các bạn và em vui lòng giúp chú Vinh là chia sẻ lại buổi học này, à, bởi vì đây là một buổi học free ạ. Và giúp chú Vinh tag tất cả các bạn của em vào trong buổi học này với ạ. Cảm ơn tất cả các bạn và các em ạ. Ok. Hãy chia sẻ lại buổi học này bởi vì đây là một buổi học free ạ. Ok, câu 10 ạ. Nào, dung dịch nào sau đây có phản ứng tráng bạc? Câu này thì quá dễ đúng không ạ? À, phản ứng tráng bạc ạ. Metin. Để nhớ là có phản ứng tráng bạc thì khi và chỉ khi là nó có gì ạ? Chó hoặc là HCOO. Đúng không ạ? R. Vậy đây này, metinacetat CH3COO CH3, cháu này không có trắng bạc được, đúng không? Vớt, được chưa? Glycine thì sao ạ? Glycine H2N CH2 COH, cháu này không có trắng bạc được, vớt ạ. Saccharose, Saccharose C12H12O11 cũng không có trắng bạc, vớt nốt ạ. Vậy đáp án đúng của chúng ta nào? Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, fructose nhá. C fructose. Thế mà ối đứa đọc là fructose. Ok ạ. Fructose đáp án đúng là đáp án C nhá. Phản ứng tráng bạc. Bởi vì làm sao? Anh này ở trong môi trường kiềm thì là ngay tức nó chuyển thành glucose và glucose thì tráng bạc nhá, cả nhà nhá. Ok, rất là dễ ạ. Câu 11 ạ. Chất có phản ứng màu bí ổ lê. Đây. Đây câu số 11 ạ. Đề minh họa năm 2017 lần 1, chất nào có phản ứng màu bí ổ lê ạ? Chất nào có phản ứng màu bí ổ lê? Bí ổ lê là một loại mà dung dịch mà các bạn nữ rất thích dùng đúng không ạ? Bí ổ lê. À, bí ổ rê của chúng ta là phải bài là gì ạ? Bài protein. Đây, cả nhà nhìn đây. Đây, 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 đây. Protein có phản ứng màu bí ổ rê. Đây, cả nhà nhìn này. Protein có phản ứng màu bí ổ rê. Đấy chưa? Một cháu nha. Cứ protein thì có phản ứng màu bí ổ rê này. Thứ hai này. Trong môi trường kiềm từ tripeptide trở lên thì tác dụng với CH2 lần tạo thành hợp chất màu tím cũng là phản ứng bí ổ rê. Vậy là tripeptide trở lên và protein thì có phản ứng màu bí ổ rê nhá. Vậy mình nhìn này. Đây, 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 đây. Chất béo là không có bí ổ rê. Mình vừa chứng minh xong lại protein có phản ứng màu bí ổ rê, cả nhà nhìn nó chưa? Đây, đây, đây. Đây trong này, trong sách cho mình ghi rõ đây. Dung dịch protein. Đây, dung dịch protein thì có phản ứng thủy phân, phản ứng màu bí ổ rê và bị đun đông tụ khi đun nóng. Được chưa? Đây nó có phản ứng màu bí ổ rê đây, protein phản ứng màu bí ổ rê. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, protein nhá. B, bỏ. Ok. Câu số 12 ạ. Câu số 12 ạ. Chất không có phản ứng thủy phân là. Câu số 12. Chất không có phản ứng thủy phân là. Chất không có phản ứng thủy phân.
Glucose là monosaccharide, trong sách này chú mình cũng ghi rất rõ luôn ạ. Đây ạ. Bọn monosaccharide đây 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 chú mình ghi rõ đây. Đây cả nhà nhìn này, monosaccharide đây thì không có phản ứng thủy phân đấy, các cháu nhìn thấy không? Monosaccharide thì không phản ứng một phản ứng thủy phân. Chính vì vậy nên ở đây ạ, không có phản ứng thủy phân là chắc chắn là gì? Glucose nhá. Chắc chắn là glucose. Etinacetat là ete là có thủy phân. Gliala là dipeptide có thủy phân. Saccharose là disaccharide là cũng có thủy phân luôn. Ok? Vậy đáp án đúng là đáp án A nhá. Ok, mình sang câu số 13. Amino acid có phân tử khối nhỏ nhất là. Đây các cháu nhìn cái bảng này của chúng mình là ra luôn này. Nhìn kỹ nha xem này. Đây nhìn 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 qua cái bảng này của chúng mình biết. Đây, amino acid nào có phân tử khối nhỏ nhất ạ? Đây nhìn cái bảng này là biết luôn. Nào, gli 75, ala 89, valin 117, acid glu 147, lysin 146. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án nào ạ? Cả nhà có biết không ạ? Nhìn vào cái bảng này là biết, là chưa học cũng đã biết rồi ạ. Ok. Đấy, đây là toàn bộ là kiến thức mới chúng ta phải học được ở đây. Bạn nào mà muốn đăng ký sách cũng như là tìm hiểu tất cả các khóa học của chú Vinh thì vui lòng cho inbox cho nick Vũ Tuấn Minh, chú Minh ghi ở dưới. Nào mình tiếp ạ, câu số 14 ạ. Câu số 14. Dung dịch nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu? Dung dịch nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu ạ cả nhà ơi? Dung dịch nào không làm quỳ tím chuyển màu, rất là dễ luôn ạ. Đây nhá, chúng ta cả nhà cùng nhìn nhá. Etinamin chúng ta vừa chứng minh vừa nãy rồi. Anh này CH5OH, CH5NH2, các cháu cứ nhìn thấy thằng nào có NH2 mà không phải C6H5NH2 thì làm quỳ tím chuyển màu. Đây cả nhà nhìn vào đây, nhìn vào trong cái cuốn sách này nó có hết luôn. Nó có hết từ A đến Z luôn ạ. Đây đây đây. Ở trong này thì chúng ta có ghi rõ đấy ạ. Đây. Anilin, đây. Anilin thì không làm quỳ tím chuyển màu, nhìn rõ chưa? Anilin, đây chuyển màu quỳ tím. Hay chuyển màu phenol phthalein. Đây thì anilin không làm quỳ tím chuyển màu nhá. Đấy, nhìn rõ chưa? Anilin không làm quỳ tím chuyển màu. Vậy đáp án đúng ở đây của chúng ta là gì? Đáp án đúng đây không làm quỳ tím chuyển màu, đáp án đúng là đáp án B ạ. Ok. Bạn nào muốn đăng ký sách thì inbox cho chúng mình nhá. Bạn nào muốn đăng ký sách thì inbox cho chúng mình ạ. Ok, câu số 15 ạ. Câu số 15. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH ạ? Câu số 15 ạ. Chất nào sau đây không phản ứng với dung dịch NaOH ạ? Rất là cảm ơn các cháu đang rất là nhiệt tình comment đáp án ngày hôm nay ạ. Ok ạ, rất là cảm ơn tất cả các cháu. Các cháu giúp chúng mình chia sẻ lại buổi học này lại về tường, và đây là một buổi học free ạ. Mà giúp chúng mình tag tất cả các bạn của các cháu ở đây với ạ. Ok ạ. Để chúng mình độ hóa. Nào, câu số 15 ạ. Chất nào sau đây không phản ứng với NaOH trong dung dịch? Không phản ứng với NaOH trong dung dịch ạ. Đây chúng ta lại mở lại trong cái cuốn sách này thì các cháu chú ý cho chúng mình này. Bọn amin này. Đây này, amin này, nó có tính bazơ yếu, đấy nó chỉ có tác dụng với axit nhá. Đấy, chỉ tác dụng với acid nitro, đây bọn amin này. Đấy, chỉ tác dụng acid nitro, thế là hết rồi. Nó không tác dụng với lại dung dịch kiềm. Chính vì vậy nên chất mà không phản ứng với dung dịch NaOH ấy, chất mà không phản ứng với dung dịch NaOH là bọn amin. Bọn amin là metin amin CH3NH2 là không phản ứng với lại NaOH. Thế còn gliala là nó do nó có liên kết NaCO nên nó bị thủy phân trong môi trường kiềm. Môi trường kiềm là NaOH nhá. Glycine thì công thức nó là như này, H2N CH2COOH, bởi vì nó có nhóm COH nên nó sẽ tác dụng được với NaOH, được chưa? Để thực hiện phản ứng là axit bazơ. Thế nên nó sẽ đấy, thế nên là nó sẽ tác không phản ứng với NaOH, được chưa? Methyl formate thì sao ạ? Methyl formate là anh HCOOCH3 thì là ngay lập tức anh này là ete ạ. Ete này thì ngay lập tức là thủy phân trong môi trường kiềm, đúng không ạ? Vậy ở đây không thủy phân là methylamine. Ok, các cháu ơi, các cháu mà muốn đăng ký sách là mua sách thì inbox cho Nick Vũ Tuấn Minh của chúng mình ghi ở phía dưới nha. Được chưa? Nào, ok ạ, mình có lại câu số 16 ạ. Ui, câu số 16 này là có một cái chiêu mà chúng mình đã live stream trên fanpage rồi. Câu số 16 hỏi là số amin có công thức phân tử là C3H9N là có bao nhiêu amin ạ? Đây, đây sẽ nào. Có bao nhiêu amin thì có công thức phân tử là C3H9N, đây cả nhà cùng coi nhá, là có bao nhiêu amin thì có công thức phân tử là C3H9N. Đây. Câu này căng thẳng lắm đúng không? Câu này căng thẳng, câu này cực kỳ căng thẳng luôn. Đây cả nhà nhìn nhá. Ở đây chú Minh dạy theo cách chậm thôi ạ. Còn cách nhanh thì chú Minh đã livestream các buổi trước rồi. Cháu nào mà muốn đăng ký sách cũng như là xem lại các cái buổi mà livestream trước của chúng mình thì vui lòng inbox cho chúng mình nhá. Nào, hoặc là theo dõi cái channel Minh Myelin. Nào, số amin công thức đây chú Minh viết cho cháu nhìn này. C39 này, 1, 2, 3 này. NH2 là một cháu, được chưa? 1, 2, 3, NH2 là cháu thứ 2.
Nhìn rõ chưa? Nhiều cháu tô 2 luôn là chết. Cháu này nữa. C, C, N, H, C. Cháu này là cháu thứ ba. Được chưa? Và C, C, à, C, N, C, C. Cháu này cháu thứ tư ạ. Tổng cộng là có 4 các cháu thuộc cái này gì nhá. Mấy người đi lên trên bảng ấy mà trả lời câu này là ăn 10 luôn ạ. Ok ạ, chúng mình khách luôn cho các cháu luôn. Có 4 nhá. Đây, 1, 2, 3 và 4. Các cháu nhìn rõ chưa? 4 cháu có công thức phân tử là C39N. Đáp án đúng là đáp án C ạ, 4 cháu. Ok ạ, mình sang câu tiếp ạ. Câu số 17 ạ. Câu số 17. À, đề minh họa năm 2017 lần 1. Phát biểu nào sau đây là đúng? Đề minh họa năm 2017 lần 1 ạ. Nào cả nhà cùng comment đáp án xem là phát biểu nào đúng ạ. Phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Tất cả amin đều làm quý tím ẩm chuyển thành màu xanh, đúng hay sai? Lúc nãy chúng ta làm rồi ạ. Tất cả các amin thì có khả năng làm quý tím ẩm chuyển thành màu xanh không ạ? Tất cả các amin thì đều làm quý tím ẩm chuyển thành màu xanh ạ, đúng hay sai ạ? Đúng hay sai ạ? Tất cả các amin đều làm quý tím ẩm chuyển thành màu xanh. Sai ạ. Anh anilin thì sao ạ? C6H5 nó sai. Anh anilin này không làm quý tím ẩm chuyển màu. Bỏ A. Nhá. Ở nhiệt độ thường tất cả các amin đều tan nhiều trong nước. Ở nhiệt độ thường tất cả các amin đều tan nhiều trong nước. Cũng sai ạ. Anh anilin C6H5NH2 không tan trong nước. Ok ạ. Anh này không tan trong nước các cháu nhá. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin thì có thể dùng dung dịch HCl chúng ta xem đúng không ạ. Đây chúng ta phải mở lại cái bài thì có anilin. Đây cả nhà nhìn này. Đây ạ. Trong sách này ghi rõ này. Anilin tác dụng HCl để tạo thành C6H5NH3Cl. Phenin ammoni clorua. Chính vì vậy nên anilin nó không tan trong nước. Đây này, anilin là chất lỏng này, ít tan trong nước này, tan nhiều trong ethanol này. Chính vì vậy nên muốn rửa sạch nó thì không thể rửa sạch bằng nước được, mà chúng ta phải rửa sạch bằng dung dịch HCl. Cả nhà nhìn rõ chưa? Đấy, phải rửa sạch nó bằng dung dịch HCl bởi vì nó tác dụng tạo thành muối, và cái muối này nó tan trong dung dịch nhá. Vậy ở đây đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì ạ? Đây, để rửa sạch ống nghiệm có chứa anilin. Đấy, để rửa sạch ống nghiệm có chứa anilin thì mình dùng dung dịch HCl. Đáp án đúng đáp án C. Đáp án đúng đáp án C. Câu 18 ạ. Câu 18 ạ. Cho các phát biểu sau. Cho các phát biểu sau. Polyethylene được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng ạ. Polyethylene được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng ạ. Cái này là sai lẻ. Polyethylene. Thế thì muốn về cái polyethylene này thì các cháu phải có cái cuốn sách hữu cơ 12 của chú. Sách hữu cơ 12. Đâu, để nhân chú Minh đợi. Chú Minh tẹo chú Minh ngó xem quyển sách hữu cơ 12. Trong quyển sách hữu cơ 12 của chú Minh thì ghi rất rõ về polyethylene thì nó như thế nào. Vô cơ này, luyện đề. Cuốn hữu cơ 12 đâu nhỉ? Các cháu đợi chú Minh một tẹo, chú Minh tìm cuốn hữu cơ 12, chú Minh mở cho các cháu xem. Thì các cháu sẽ thấy được luôn. Đây, hữu cơ 12 đây. Đây. Các cháu nhìn kỹ nhá. Đây, trong cuốn hữu cơ 12 chú Minh ghi rõ. Đây, các cháu nhìn ạ. Đây, tất cả mọi cái về polymer trong cuốn hữu cơ 12 này chú Minh ghi hết. Được chưa? Thì ở đây nó nói này là polyethylene được điều chế bằng phản ứng gì. Đây các cháu nhìn nhá. Đây tính chất phản ứng này. Trùng hợp này, các cháu nhìn nó chưa? Trùng hợp này, có nối đôi vòng kém bền này. Các chất có nối đôi tên N này. Nhìn chưa? Đấy, các chất có nối đôi N có tên N ở cuối thì nó là trùng hợp. Nhìn nó chưa? Trùng hợp, N là trùng hợp. Vậy ở đây này, polyethylene trùng hợp chứ không phải trùng ngưng. Sai luôn nhá. Ở điều kiện thường anilin là chất rắn, chúng ta vừa mở trong sách xong. Đúng chưa? Chúng ta vừa mở trong sách xong thì anilin ở điều kiện thường là chất lỏng đúng không? Sai tiếp, lỏng cơ. Tinh bột thuộc loại polysaccharide, cái này đúng chính xác luôn. Thủy phân hoàn toàn albumin của lòng trắng trứng thì thu được alpha amino acid, cái này đúng không ạ? Cái này đúng không cả nhà? Cái này đúng không ạ? Thủy phân hoàn toàn albumin của lòng trắng trứng, mình mở sang protein đi ạ. Đây. Protein thủy đơn giản khi thủy phân chỉ thu được hỗn hợp các alpha amino acid. Ví dụ albumin của lòng trắng trứng nhìn rõ chưa ạ? Thì thủy phân thu được chỉ gồm các alpha amino acid. Vậy ở đây thủy phân hoàn toàn albumin của lòng trắng trứng thì mình thu được alpha amino acid, chính xác tiếp. Ở điều kiện thích hợp thì triolein tham gia phản ứng cộng hydro, cái này cũng chính xác. Vậy ở đây chúng ta có số phát biểu đúng là 1 2 3. 3 phát biểu đúng nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. 3 phát biểu đúng các cháu nhá. Ok, rất là dễ luôn. Cực kỳ dễ dàng với cuốn sách này của chúng mình đúng không các cháu? Ok, rất là cảm ơn tất cả các cháu đã đang theo dõi buổi học ngày hôm nay cùng chú Minh Liên ạ. Rất là cảm ơn các cháu đã nhiệt tình comment đáp án cũng như là chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là một buổi học free ạ. Và giúp chú Minh tag tất cả các bạn có cháu ở đây ạ. Cháu nào muốn đăng ký sách thì vui lòng inbox cho nick Vũ Tuấn Minh ở phía dưới nhá. Ok, câu số 19 ạ, phát biểu nào sau đây là sai. Đấy, mẹ đọc lại protein đấy.
Protein là cơ sở tạo nên sự sống, chính xác ạ. Cơ thể chúng ta được cấu tạo từ protein là những polipeptide cao phân tử gồm hai loại, đơn giản và phức tạp. Đơn giản thì chỉ cho các alpha amino acid, được chưa? Đấy, phản ứng màu biore bị đông tụ khi đun nào. Ok. Đấy mình chỉ cần học tóm tắt vậy thôi. Được chưa đây? Protein là cơ sở tạo nên sự sống, đơn giản là những chất tối đa, không thể nói là những chất tối đa 10 lên peptide, nên cái này nghe vẻ sai. Thủy phân nhờ axit bazo enzyme, đúng. Biore vừa ghi xong, có. Vậy sai, chắc chắn sai là B. Ok ạ. Đấy, chỉ cần cái cuốn sách này thôi là chúng ta đã thành công rồi. Nào, câu số 20. Câu số 20 ạ. Câu số 20 cho các chất sau. Câu số 20 ạ, cho các chất sau. Dãy gồm các chất mà đều tác dụng được với NaOH và tác dụng dịch HCl là. Dãy gồm các chất mà vừa tác dụng được với NaOH và tác dụng HCl. Đây các cháu nhìn kỹ nhé. Cái câu này chúng ta chỉ cần nhìn kỹ một tí xíu thôi. Một tí xíu thôi là chúng ta sẽ làm được. Đây nhá, các cháu cùng nhìn kỹ với chúng mình ạ. Đây này, cái anh này là anh amin đúng không? Anh amin thì chúng ta vừa mới chứng minh là amin thì không, là nó có tính bazơ yếu. Và bởi vì là nó có tính bazơ yếu nên nó không bao giờ ăn được NaOH cả. Được chưa? Cũng giống kiểu một đứa mà ghét con gái thì không bao giờ nó đi yêu con gái cả. Được chưa? Ok ạ, vậy là gì ạ? Đây, đây, Z đây. Vậy là Z thì không có tác dụng được với NaOH thì nên chắc chắn nó sẽ không tác dụng được với cả NaOH và HCl. Nên cứ chỗ nào có Z bỏ, Z bỏ, Z bỏ, Z bỏ. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ các cháu nhé. Ok ạ, đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Nào, mình sang câu tiếp theo ạ. Câu số 21 ạ. Nào, câu tiếp theo, câu số 21 ạ. Nào, câu tiếp theo câu số 21 đáp án gì ạ cả nhà? Câu tiếp theo của chú Minh, câu số 21 ạ. Nào, câu số 21 đáp án gì ạ? Nào, 21 đáp án gì ạ? 21 cho dãy các chất sau. Nào, cho dãy các chất sau, số chất trong dãy tác dụng phản ứng với dung dịch NaOH là. Nào, cho dãy các chất sau, số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch NaOH là. Thế thì tác dụng với dung dịch NaOH ấy thì là có bọn este là bị thủy phân trong môi trường thiềm đúng không? Tripeptide là có. Axit amino acetic đây, đây 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 đây, axit amino acetic đây. H2N. Đây H2N. CH2 COOH, được chưa? Nhìn rõ chưa? Đây là axit amino acetic, nhìn rõ chưa? Thì đây nó có nhóm COOH chắc chắn ăn NaOH, đúng không? Hai cháu. Ala gli glu thì nó là tripeptide. Tripeptide thì nó có liên kết peptide, chắc chắn có luôn. Etin propionate là este, có nốt đây, chúng mình vẽ đây. Đây đây đây. OOC2H5. Có nhá. Vậy tổng cộng ở đây của chúng ta là có bao nhiêu chất ạ? 1 2 3 4. Tổng cộng ở đây chúng ta có 4 chất. Chúng ta có 4 chất phản ứng với dung dịch NaOH đun nóng. Vậy đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B, bỏ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Nào, mình sang câu 22 ạ. Mình sang câu 2 ạ. Nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm chứa anilin thì hiện tượng quan sát được là gì ạ? Nào cả nhà cùng comment đáp án xem nào. Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch ống nghiệm chứa anilin thì hiện tượng chúng ta quan sát được là gì ạ? Nào xem nào. Xem nào, nhỏ vài giọt nước brom vào ống nghiệm chứa anilin xem nhá. Đây 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 đây, trong này có đây 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 đây. Đây cả nhà nhìn rõ đây. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa máu trắng nhá. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa máu trắng. Ok. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta là gì ạ? Đây, nhỏ vài giọt vào nước brom thì ống nghiệm chứa anilin hiện tượng quan sát được là có kết tủa máu trắng. Ok. Rất là dễ ạ. Có kết tủa màu trắng, đáp án đúng là đáp án B. Đấy cả nhà thấy dễ không ạ? Với cuốn sách này thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng hết. Mọi thứ đều trở nên là dễ dàng. Câu 23 đến năm 2017 mà 2003. Cái cuốn sách này chú Binh soạn cho cháu làm sao mà thi sát với lại kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nhất nhá. Kỳ thi cực kỳ sát luôn ạ. Nào, câu 23 cho các chất sau. Cho các chất sau ạ. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là. Đây, số chất bị thủy phân trong môi trường axit là. Đây có những cái chất nào mà bị thủy phân trong môi trường axit ạ? Cả nhà cùng comment đáp án xem ạ. Nào, thủy phân trong môi trường axit thì tất cả cái bọn este á, tất cả bọn este thì nó đều bị thủy phân trong môi trường axit nhá. Ethyl format là thủy phân trong môi trường axit. À, glucose là bọn monosaccharide. Monosaccharide thì không bị thủy phân trong môi trường axit. Nhưng mà saccharose là disaccharide. Đây các cháu mở sang bên này. Đây saccharose. Đây ạ, ở trong cái này chúng mình ghi rất là rõ. Đây saccharose đây, đây cả nhà nhìn nhá. Saccharose đây, cái bảng đây ạ. Saccharose đây, được chưa? Đây nhá. Đây thì saccharose thủy phân trong môi trường axit tạo thành glu và phờ rúc, cả nhà nhìn rõ chưa? Đấy. Vì vậy nên là
bị thủy phân trong môi trường axit thì có cả anh saccharose, có cả anh tinh bột, được chưa? Anh glycine thì không bị thủy phân. Vậy số chất bị thủy phân trong môi trường axit là ethyl formate là 1, saccharose là 2, tinh bột là 3, được chưa? Ba cháu. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D ạ. Đây là cuốn sách chống liệt hóa của chúng mình Myelin nhá. Đây là cuốn sách chống liệt hóa của chúng mình Myelin dành cho tất cả các cháu. Bạn nào muốn đăng ký sách thì hoàn toàn có thể inbox cho chúng mình Myelin. Đây, chú Vũ Tuấn Minh ạ, với nick Vũ Tuấn Minh. Ok ạ. Câu số 24. Câu số 24. Cho các chất sau, số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm nhá. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm. Cả nhà nhìn rõ. Số chất bị thủy phân trong môi trường kiềm là, theo ta lưu ý ạ, là những chất nào mà bị thủy phân trong môi trường kiềm là tất cả các bọn este, được chưa? Vậy là ethyl acetate thì bị thủy phân trong môi trường kiềm, được không ạ? Anilin là không, glucose không, gliala là có, bởi vì nó là chất peptide. Peptide thì nó có liên kết NHCO, và liên kết NHCO này nó sẽ bị thủy phân trong môi trường kiềm. Vậy là một chất, hai chất, mình có hai chất bị thủy phân trong môi trường kiềm nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Câu 25. Câu 25. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là ở bên trên thì hỏi là thủy phân trong môi trường axit, ở bên dưới thì hỏi thủy phân trong môi trường kiềm. Bây giờ đến câu 25 là hỏi là số chất tham gia phản ứng thủy phân, có nghĩa là không quan tâm đến môi trường axit hay môi trường kiềm nữa, chỉ cần quan tâm là nó thủy phân nữa, được chưa? Vậy là saccharose là có, glu không, ethyl formate là este có, ala gliala là tripeptide có nốt. Vậy tổng cộng 1, 2, 3 cháu, đáp án đúng là đáp án C. Ok ạ, bạn nào mà chưa học tới đây thì nhanh tay chia sẻ lại buổi học này, để mà vài hôm nữa thôi chúng ta học tới, chúng ta còn có cái để mà học, để mà nghiên cứu nhá. Câu số 26 ạ. Nào, câu số 26 ạ. Câu số 26 là đáp án gì đấy các cháu ơi? 26 ạ. Nào, vui lòng comment đáp án 26 cùng với chú Bích nào. 26 đáp án gì ạ? Cho dãy các chất sau đây. Cho dãy các chất sau đây ạ. Cho dãy các chất sau đây. Cho dãy các chất sau đây. Thứ tự tăng dần lực 3 giờ của các chất trong dãy là. Thứ tự tăng dần lực 3 giờ của các chất trong dãy đây. Úi dồi ôi, lực 3 giờ đây. Trong này chúng mình tổng hợp đây, các cháu nhìn đây. Đây này, nhìn rõ này. C6H5NH2 2 lần NH nhỏ hơn C6H5NH2, nhỏ hơn NH3, nhỏ hơn CH3NH2, nhỏ hơn CH3 tất cả 2 lần NH. Nhìn rõ chưa? Nhìn rõ chưa? Nhìn rõ rồi thì bây giờ mình chỉ việc đi tô thôi ạ. Được chưa? Đây, thứ tự tăng dần lực 3 giờ trong dãy. Vậy anh yếu nhất phải là anh C6H5NH2. Đúng chưa? Vậy anh này phải đứng đầu tiên, vậy là C phải đứng đầu tiên. C đứng đầu tiên. Được chưa? Tiếp theo đến gì ạ? Đến A, đúng không? Đến A, vậy C A B. Đây, C6H5NH2, NH3, CH3NH2, check lại một phát nữa xem có đúng hay không. Đây, check lại một lần phát nữa. Đây, nhìn không? C6H5NH2 này, NH3 này, CH3NH2. Cả nhà nhìn rõ chưa? Đấy, rất rất dễ ạ. Rất rất dễ luôn. Nào, mình có câu tiếp theo, câu số 27 ạ. Câu tiếp theo, câu số 27 ạ. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức. Úi dồi ôi, đề bài cho ông ta là amin đơn chức luôn ạ. Đốt cháy hoàn toàn một anh amin đơn chức. Amin đơn chức thì chúng ta ký hiệu nó là CXHIN. CXHIN thì được gọi là một amin đơn chức. Bằng oxy, tác dụng với oxy thì thu được ạ nitơ, số mol nitơ bằng 0,05, CO2 0,3, nước số mol nước bằng bao nhiêu ạ? 6,3 mà chia cho 18 ạ. 6,3 chia 18 bằng bao nhiêu đấy ạ? 0,35 mol. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nitơ được không ạ? Chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nitơ thì mình sẽ có số mol nguyên tử nitơ là 0,05 nhân 2 thì bằng 0,1. Vậy đây số mol này là 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng là 0,3 chia 0,1. 0,3 chia 0,1 thì bằng 3. Vậy là anh này có 3 carbon. Loại thằng C4, loại thằng C2. Được chưa? Hydro thì bằng 2 lần N nước, 2 nhân 0,35 chia cho 0,1 thì bằng 7. Vậy hydro bằng 7 thì suy ra nó là C3H7N. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C ạ. C3H7N nhá. Ok, rất là dễ luôn. Các cháu nhìn thấy không? Đề thi đại học nhá, đề thi trung học thông quốc gia năm 2017 cực kỳ dễ luôn. Nào, câu 28 ạ. Câu 28 lại là một câu đốt cháy amin nữa. Các cháu sắp học tới đầu rồi, thế nên là rất là mong muốn các cháu cùng comment đáp án thật mạnh mẽ lên cùng với chú Minh ạ. Và giúp chú Minh chia sẻ lại buổi học này, bởi đây là buổi học free ạ. Và tag tất cả các bạn bị mất gốc của các cháu vào đây ạ. Nào,
Câu 28 ạ. Tương tự vẫn là đốt cháy một amin đơn chức. Vẫn là đốt cháy một amin đơn chức CXHIN bằng oxy, bằng oxy thì mình thu được nitơ. Số mol nitơ là 1,12 chia 2,4 thì bằng 0,05 cộng với lại CO2 thì bằng 0,4. 8,96 chia 2,4 mà. Cộng với nước là 8,1 mà chia 18 ạ. 8,1 mà chia 18 thì bằng bao nhiêu cả nhà? 0,45 mol ạ. 0,45 mol nhá. 8,1 mà chia cho 18 thì bằng 0,45 mol. Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta đi bảo toàn nguyên tử nguyên tố nitơ ạ. 0,05 nhân 2 thì bằng 0,1. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được số nguyên tử carbon sẽ bằng 0,4 chia 0,1. 0,4 chia 0,1 thì bằng 4. 4 carbon nhá. Vậy nó là C4 loại A, loại D. Các cháu nhìn rõ chưa? Tiếp tục hydro này. Hydro bằng này, 0,45 nhân 2 chia 0,1 thì bằng 9. Vậy là C4H9, C4H9N. Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có đáp án C mà thôi. Ok ạ, cả nhà có hiểu bài không ạ? Đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C. Ok, rất là dễ thôi ạ. Câu số 29. Câu số 29 ạ. Phát biểu nào sau đây là sai? Câu số 29, phát biểu nào sau đây là sai? Dung dịch axit glutamic làm quỳ tím chuyển màu hồng. Đây cả nhà cùng xem ạ. Axit glutamic đây. Đây. Axit glutamic đây ạ. Một nhóm NH2, hai nhóm COH. Do có số nhóm COH nhiều hơn số nhóm NH2. Đây, nên nó là môi trường. Đây cả nhà nhìn lại cái bảng của chúng mình làm sẵn này. Môi trường đây. Axit glutamic đây, môi trường axit. Cả nhà nhìn rõ chưa? Cả nhà nhìn rõ, thấy rõ chưa? Nào đây, glu này, axit glutamic, môi trường axit, được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta là gì? Đây, vậy đáp án đúng của chúng ta là axit glutamic làm chuyển thành màu hồng. Vậy nhận định này sai, không phải. Đây nhận định này đúng. Amino acid là hợp chất hữu cơ tạp chất, chính xác luôn. Hợp chất hữu cơ tạp chất là bởi vì làm sao ạ? Là bởi vì đấy, nó vừa có nhóm NH2 vừa có nhóm COH nên nó được gọi là hợp chất hữu cơ tạp chất nhá. Vậy hợp chất hữu cơ tạp chất cũng đúng, vì vậy nên đây không phải là nhận định sai. Bỏ A, bỏ B. Dung dịch glycine không làm đổi màu phenol và talin. Đây, glycine ạ. Glycine môi trường trung tính. Môi trường trung tính thì không làm đổi màu. Đúng ạ, không làm đổi màu phenol và talin. Vậy cũng bỏ nốt. Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa màu vàng. Đây, chúng ta vừa mới ghi xong ạ. Đây, trong cuốn sách này vừa mới ghi xong. Anilin mà tác dụng với brom thì nó phải tạo thành kết tủa màu trắng chứ không phải là kết tủa màu vàng cả nhà nhé. Đây, anilin tác dụng nước brom tạo thành kết tủa màu trắng chứ không phải kết tủa màu vàng. Vậy ở đây ạ, phát biểu sai của chúng ta là gì? Anilin tác dụng với nước brom tạo thành kết tủa màu vàng, đây là phát biểu sai. Sai là gì? Ok ạ, cả nhà có hiểu bài không ạ? Cả nhà có hiểu bài không ạ? Alo các cháu ơi, các cháu hiểu bài không ạ? Alo, các cháu có hiểu bài không? Cả nhà có hiểu bài không ạ? Nào mình sang câu tiếp theo, câu số 30 ạ. Cho dãy các dung dịch không làm đổi màu quỳ tím là nào? Dung dịch nào không làm đổi màu quỳ tím ạ? Trong này anh nào không làm đổi màu quỳ tím ạ? Cả nhà cùng chú ý ạ. Dung dịch nào không làm đổi màu quỳ tím? HCOH thì thằng này là axit đổi màu quỳ tím thành máu đỏ. C2H5NH2 thì cháu này làm quỳ tím đổi thành máu xanh. NH3 cũng làm quỳ tím đổi màu thành máu xanh. Vậy không làm quỳ tím đổi màu ở đây chỉ có cháu nào thôi ạ? Chỉ có cháu phenol mà thôi. Vậy ở đây cháu phenol không làm đổi màu quỳ tím. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 31 ạ. Khi nói về protein thì phát biểu nào sau đây là sai? Vừa nãy trong cuốn sách của chúng mình có ghi protein có phản ứng màu biore. Cái này chính xác ạ. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo. Chúng mình chỉ lấy ví dụ này thôi để các cháu hiểu này. Đây, tóc của chúng mình là protein. Nhá, tóc của chúng mình là protein. Thế mà nếu mà tóc mà protein mà tan trong nước tạo thành dung dịch keo thì chúng mình gội đầu sau phát là chúng mình thành sư cọ luôn. Đấy có phải không ạ? Thì nó sai đúng không? Vậy sai là B, bỏ. Chúng mình không thể làm sư cọ được, chúng mình là thầy của các cháu, được không? Protein là những polypeptide cao phân tử có phân tử khối từ vài chục nghìn đến vài triệu, chính xác. Thành phần phân tử của protein thì luôn luôn có nguyên tử nguyên tố nitơ, chính xác, bởi vì nó là chuỗi polypeptide thì nó luôn luôn có liên kết NHCO. Liên kết NHCO thì luôn luôn có nguyên tố nitơ, chính xác. Câu số 32 ạ. Nào câu số 32. Cho các phát biểu đúng là
Ở nhiệt độ thường thì CO2 lần tan được trong dung dịch glycerol, đúng hay sai? Ở nhiệt độ thường thì CO2 lần tan được trong dung dịch glycerol. Thế các cháu lưu ý ạ, để mà tan được trong để mà CO2 lần tan khi phải chỉ khi nó có OH đa kề. Glycerol thì nó có đấy ạ, OH. OH. OH đúng đa kề chưa ạ? Vậy tan được là chính xác. Ở nhiệt độ thường thì CH4 phản ứng được với nước brom. Đây ạ, CH4, CH2 nối đôi. CH2 nhìn thấy không? Đây ạ, cháu này thì chắc chắn phản ứng với nước brom chặt luôn. Chính xác. C ạ. Đốt cháy hoàn toàn CH3COCH3 thì thu được số mol CO2 bằng số mol nước. Đây, mình viết cái đằng CH3COCH3 để thành C3H6O2 cộng oxy thì tạo thành CO2 cộng với H2O. Được chưa? Số mol CO2 bằng số mol nước đấy ạ. Nhìn rõ chưa? Số mol CO2 bằng số mol nước, vậy chắc chắn đúng luôn. Đúng tiếp. Glycine, các cháu nhìn kỹ nhá, glycine có nhóm COH phản ứng được với dung dịch NaOH, chính xác luôn, phản ứng được NaOH. Vậy ở đây mình có tổng cộng là cả 4 phát biểu đều đúng nhá. Tổng cộng cả 4 phát biểu đều đúng nên đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ 4 phát biểu đều đúng. Nào mình sang câu tiếp theo ạ, câu số 33. Câu tiếp theo câu số 33. Cho 30 gam hỗn hợp 2 amin đơn chức tác dụng vừa đủ với V-bitrate dung dịch HCl thì thu được 47,52 gam hỗn hợp muối, xác định giá trị của V. Đây là một câu bài tập mà dạng căn bản nhất của bọn amin. Các cháu cùng chú ý nhá. Hai amin đơn chức đây, chúng mình có amin. Đề bài cho chúng ta khối lượng là 30 gam. Tác dụng vừa đủ với HCl thì mình thu được muối đúng không ạ? Khối lượng của muối đây là 47,52. Được chưa? Vậy đây chúng mình có bảo toàn khối lượng. Chúng mình cũng tìm được số mol của HCl bằng 1,5 nhân V. Vậy bảo toàn khối lượng mình có khối lượng của amin cộng khối lượng HCl thì bằng khối lượng muối. Vậy khối lượng HCl là 36,5 nhân 1,5 V. Vậy tới đây chúng ta tìm được V ạ. 47,52 trừ đi 30 bằng chia cho 36,5 nhân 1 nhân 1,5 bằng 0,32. 0,32 lít thì chứng tỏ là nó là 320 ml. 320 ml, vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Ok chưa? Vậy thì ở cái câu 34 chúng ta cũng có cái phương pháp bảo toàn khối lượng y xì như câu 33 thì ta sẽ giải được. Đây cả nhà nhìn nhá. 34 ạ. Hỗn hợp gồm metinamin CH3 NH2 này. Được chưa? Và dimetinamin CH3 NH CH3 tác dụng vừa đủ với HCl 0,05 thu được muối. Đề bài hỏi giá trị của M. Đây 2 gam này, bảo toàn khối lượng anh này là 2 gam cộng với 0,05 nhân với 36,5 thì bằng M muối. Được chưa? Vậy hoàn toàn đến đây chúng ta bấm máy tính cái chúng ta ra được M muối luôn. Đúng không? 2 cộng với 0,05 nhân 36,5 bằng đây ạ, 3,825 gam. 3,825 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, 3,825. Rất rất dễ luôn các cháu ạ. Cực kỳ dễ luôn nhá. Cực kỳ dễ luôn. Nào, chúng ta sang câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay. Chúng ta sang câu cuối cùng của buổi ngày hôm nay ạ. Số chất phản ứng với CH2 lần trong môi trường kiềm. Nhưng lưu ý tuyệt đối cho chúng mình là phải tạo dung dịch màu xanh lam nhá. Tạo dung dịch màu xanh lam nhá các cháu nhá. Vậy này, tác dụng với CH2 lần mà tạo dung dịch màu xanh lam thì khi và chỉ khi nó phải có OH đa kề. Đa và kề. Được chưa? Vậy tác dụng với CH2 lần là fructose OH đa kề, glucose OH đa kề, ethylacetat không, valine, glycine, alanine không. Biết tại sao không ạ? Tại vì anh này có tác dụng ở điều kiện thường với CH2 lần, nhưng rất tiếc, mặc dù có tác dụng ở điều kiện thường với CH2 lần nhưng nó lại là tạo thành màu tím chứ không phải là màu màu xanh lam. Vậy ở đây số chất là 1 và 2. Hai chất vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ các cháu nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ hai chất. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B cơ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B cơ. Ok ạ. Ok ạ. Buổi học hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Không biết các cháu xem buổi học ngày hôm nay các cháu hiểu bài không ạ? Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã theo dõi buổi học. Buổi sau chúng ta sẽ làm tiếp các câu tiếp theo nhé.
Rất là cảm ơn tất cả các cháu đã theo dõi cái buổi học ngày hôm nay của chúng mình Violin ạ. Rất là cảm ơn các bạn đã chia sẻ lại video này. Bạn nào muốn đăng ký sách cũng như tìm hiểu về các cái khóa học của chúng mình thì vui lòng inbox cho nick Vũ Tuấn Minh ạ. Ok ạ. Cảm ơn tất cả các cháu, hẹn gặp lại nhá. Bye bye, chào tạm biệt. Các cháu nhớ là đặt xem trước fanpage của chúng mình, click vào nút chuông để có thể theo dõi được những cái buổi thông báo, những cái buổi livestream sớm nhất của chúng mình nhé. Bye bye, chào tạm biệt các cháu.